Dạ vâng, xưởng bàn ghế ăn Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay bên cơ sở nhà em mới hoàn thiện xong được cái phần mộc của bộ sản phẩm bàn ăn 10 ghế được bên xưởng nhà em làm và chế tác trên nền chất liệu là gỗ có đỏ. Và 10 chiếc ghế ăn kèm với một chiếc bàn như này bên xưởng nhà em làm cho anh Cường ở Bắc Giang. Thì ở lần trước thì anh Cường cũng đã về xưởng, đây, xưởng bên sở nhà em đây, cũng đã về xưởng tham quan trực tiếp. Đấy, và đặt bên xưởng nhà em bộ sản phẩm này. Thì trong vòng khoảng một tháng trời, hôm nay bên xưởng nhà em đã hoàn thiện xong được cái phần mộc. Thì em có quay video để gửi đến anh, tiện thể là quay video cho toàn thể quý khách hàng có thể là tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng về bộ sản phẩm bàn này. Thì đầu tiên bộ này thì sẽ có 10 ghế và 1 bàn. Bên xưởng nhà em giới thiệu trước bàn cho mọi người nhá. Đây, bàn này thì bên cơ sở nhà em làm theo yêu cầu của anh, với kích thước chiều rộng là 1m01 và chiều dài là 2m20. Và đặc biệt sản phẩm này của anh thì là hàng dày. Đây, khuôn tranh mặt đây. Đây là phần khuôn tranh mặt đây. Là dày 4 phân mọi người nhá. Khuôn tranh mặt dày 4 phân và ván mặt bên xưởng nhà em làm là dày 2 phân và đặc biệt là ván liền nguyên một tấm gỗ cực kỳ là giá trị như thế này. Đấy, ván liền nguyên một tấm mọi người nhá. Ván dày 2, khung tranh dày 4. Đấy, hàng là bên xưởng nhà em là lọc lựa gỗ, lọc lựa vân cực kỳ là kỹ. Gỗ thì em xin cam kết mọi người là không có bám rác, không xâu xia lướt lẻ, không cong vênh mọi người nhá. Và đặc biệt hơn nữa là cái bộ sản phẩm này thì anh yêu cầu bên xưởng nhà em làm là chân trụ 12 và đặc biệt là chân là liền nguyên khối. Chân liền nguyên khối và chân trụ là 12, vuông 12 mọi người nhá. Cực kỳ to và tổng cộng 4 cái chân bên xưởng nhà em đều không có tâm, không có ruột mọi người nhá. Đây. Không có tâm, không có ruột 200 mm. Đấy. Thì em sẽ quay. Còn về phần yếm. Yếm này thì bên xưởng nhà em làm là dày 4 phân. Đấy, và đặc biệt hơn nữa là yếm thì anh yêu cầu là cổ liền. Phần cổ này và phần yếm là liền. Đấy, phần cổ và phần yếm là liền mọi người nhá. Cực kỳ là giá trị. Đấy, cổ, chỉ, đây, nó bao gồm nhá. Là phần yếm này. Lên đây là phần chỉ này. Và đây là phần cổ này. Là liền từ phần cổ này xuống phần yếm này mọi người nhá. Nên là bản yếm của nó sẽ rất là rộng, rất là cao và đặc biệt là dày 4 phân. Đấy, cực kỳ là giá trị. Đấy, không phải là thợ nào cũng làm được cái cổ liền như thế này đâu. Phải thợ rất là lâu năm cũng như là thợ có kinh nghiệm thời mới làm được một cái cổ liền như thế này. Đấy, mọi người lưu ý một chút, nhớ chúng làm mỗi thứ một tí thì giá thành cũng sẽ cao hơn. Đấy, tất cả các cái thợ bên em làm thì thợ tần là thợ lành nghề lâu năm, thợ già cỗi rồi. Đấy, ghép mộng cũng rất là khít. Đấy, ghép mộng cực kỳ là khít, em có nhìn thực tế. Cực kỳ là khít luôn, không có một thở một tí keo nào. Đấy, mọi nhìn thực tế. Đó, thở không một tí keo nào. Và gỗ thì bên xưởng nhà em chọn lọc thì cũng là khá đều màu. Cũng như là bộ sản phẩm này hiện tại đang để mộc thô, chưa chỉnh sửa một chút nào cả mọi người nhá. Đấy, đây phần này, yếm này. Yếm này cũng là dày 4 phân, cũng là cổ chỉ liền. Đấy, cực kỳ là giá trị. Đấy, bàn này thì là rộng 1m và dài 2m2. Bàn rất là to. Đấy, thì kèm theo một bộ sản phẩm bàn này thì sẽ có 10 chiếc ghế. 10 chiếc ghế ăn. Đây. Mẫu ghế là mẫu ghế kiểu hiện đại, cũng được bên xưởng nhà em làm và chế tác trên nền chất liệu gỗ đỏ. Đây, mọi người. Đấy, thì ghế này có gì đặc biệt. Đầu tiên là phần mặt nhé mọi người nhá. Phần mặt thì dày của nó là 3 phân và mặt của nó là rộng 45, sâu 42. Là sâu 42 là kích thước ở trên phần mặt này và rộng là 45 kích thước trên phần mặt. Còn nếu mà để phủ bì thì rộng khoảng 45 nhưng mà sâu là khoảng 47, 48, 46, 47. Đấy là phủ bì. Đấy, và mặt này thì bên xưởng như em làm là mặt liền nguyên một tấm gỗ và dày là 3 phân, mặt cực kỳ là giá trị mọi người nhá. Mặt liền nguyên tấm. Phần yếm này thì bên xưởng như em làm là 3 phân và phần chân là phần chân só. Chân là chân só mọi người nhá. Đấy, chân là chân só. Đấy, rất là dày, rất là đẹp. Và mọi người nhìn xem gỗ bên xưởng nhà em chọn đây, cực kỳ là đều màu. Đấy, đây mà chứng mộc thô nhá mọi người nhá. Đây mới chỉ là mộc thô thôi, em còn chưa gọi là đưa vào hoàn thiện. Hoàn thiện nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn mọi người ạ. Đấy, đây là về phần mặt và chân. Thì tiếp theo đến phần tượng.
Phần tựa này thì bên xưởng nhà em là xẻ là 3 phân, nhưng mà đặc biệt đó là cong. Mày nhìn xem, xẻ là 3 phân, nhưng mà khi bên xưởng nhà em làm ấy, cái phần tựa ấy nhá, riêng phần tựa ấy nhá, là khi làm xong, uốn xong thì nó còn khoảng 2 phân rưỡi mọi người nhá. Còn khoảng 2 phân rưỡi, đo thực tế là được 2 phân rưỡi. Đấy, cái bên xưởng nhà em thì luôn luôn là nói thật, nói thẳng, không có vấn đề gì mà phải giấu giếm cả. Đây, chỗ này là được khoảng 2 phân rưỡi và là cong. Đấy, 2 phân rưỡi là xẻ 3 phân, 3 phân gỗ làm cong, còn 2 phân rưỡi hai tấm nha mọi người nhá. Đây sẽ là một tấm này và một tấm này. Có hai thanh ở giữa. Đây theo mẫu này là như thế. Còn quý khách hàng thích mà mẫu là liền liền không có cái lỗ hở này cũng được. Bên em cũng sẽ làm cho mọi người là cái mẫu là không có lỗ hở này. Đấy là theo yêu cầu của khách hàng thôi. Còn phần chân sẽ phần chân riêng. Đây là phần chân này. Đây là phần chân này. Đây, mọi người nhìn này. Viết ghép còn không lộ. Đây mọi người. Đây phần đây là phần chân này. Từ đây ra này, phần chân này. Từ đây ra phần chân này. Phần chân này thì bên xưởng nhà em làm thì là cũng là chân só, thì sẽ chân cái đẳng này đậu từ kịch đây xuống kịch đất là liền mọi người nhá, liền. Đây em sẽ đứng xa ra mọi người xem liền nhá mọi người nhá. Đấy, liền và theo dáng. Đấy, xẻ 6 phân. Đấy, vuông 6 phân cực kỳ là dày. Đấy, chân liền mọi người nhá, chân liền vách liền cực kỳ là giá trị. Đó, tổng là 10 chiếc ghế nhá mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy, một chiếc ghế như này thì bên xưởng nhà em đang bán là 2.500.000 đồng một chiếc. 2.500.000 đồng một chiếc một ghế như này, y như này. Còn bàn thì bên xưởng nhà em đang bán cái bàn to cổ chỉ liền hoàn thiện đầy đủ như thế này thì bên xưởng nhà em đang bán là 16.000.000 đồng, là hàng dày, hàng khung tranh dệt 4 ván dày 2 yếm dệt 4 mọi người nhá. Thì 10 chiếc ghế ăn thì sẽ là 25 triệu, còn cộng với cả một chiếc bàn 16 triệu, thì tổng bộ sản phẩm này thì sẽ là 41 triệu. 41 triệu thì sẽ là bao gồm hoàn thiện đầy đủ cho mọi người, vận chuyển miễn phí trong bán kính là 150 km, và có tặng cho mọi người thêm một chiếc kính cường lực ở trên chiếc bàn. Đấy, và hoàn thiện kỹ và đẹp. Đấy, thì mọi người quan tâm hay có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình đây là 0963 245 123, và địa chỉ cơ sở ở làng nghề lộc thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mọi người ở gần một chút thời gian để qua xưởng và xem hàng thực tế của người nhá. Và video này thì bên xưởng nhà em cũng đã giới thiệu chi tiết, báo giá công khai cho mọi người rồi. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ với em để em tư vấn. Còn em xin kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.